xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khôi ngọng chúc bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui hôm nay ấy, nhân cái dịp năm mới khai xuân chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một em điện thoại cực kỳ thú vị ở đây nhá em này thì đến từ hãng chuyên sản xuất máy xúc máy ủi các kiểu là điều chính xác hơn đó chính là cát và đây là một em điện thoại smartphone nhưng mà thiết kế của nó cực kỳ hoài cổ smartphone gặp luôn bạn ạ đấy thiết kế của này rất ấn tượng đối với cá nhân mình nhá và với những ai mà thích một cái mẫu smartphone nó kết hợp giữa điện thoại cái bàn phím T9 ngày xưa nhưng mà thiết kế của nó cũng như những tính năng của nó tương tự như smartphone bây giờ thì bạn có thể lựa chọn này mức giá của nó không quá đắt chỉ khoảng tầm 2 triệu mà thôi hôm nay chúng ta hãy cùng nói về em cắt S2 Flip này nhá em này loa cực kỳ to luôn để cho bạn nghe thử loa ngay phía trước luôn chi tiết mà bạn nó xem Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay Em Cat S2 Flip Nếu bạn đã chưa biết ấy, thì Cat là một hãng họ cực kỳ nổi tiếng trong việc sản xuất các thiết bị Như kiểu là ví dụ máy xúc, máy ủi chẳng hạn Những thiết bị kiểu công nghiệp ấy Thì những cái điện thoại của Cat họ sản xuất ra cũng nhằm cho mục đích Dành cho nhóm đối tượng đó chỉ là kỹ sư, công trường, các thứ vân Và ở đây chúng ta sẽ có em Cat S2 Flip Cũng là một điện thoại sản xuất dành cho nhóm nhu cầu như vậy Nói sơ qua một chút về phụ kiện cũng như cách đóng gói nhá Thì em này tương đối đơn giản Các bạn sẽ có những cái ví dụ củ sạc này củ sạc ở đây dĩ nhiên không phải củ sạc công suất quá cao đâu sẽ chỉ là 10W mà thôi cũng như là các bạn sẽ có sợi dây sạc a to c kèm theo đó là một cộng cáp chuẩn nữa đây là một cái mình thấy khá hay nhá khi mà họ vẫn quan tâm chúng ta ở đây mang đến cho bạn một cái cộng cáp chuẩn đó là c to 3 3.5mm còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video này, chiếc Cat Air 2 Flip và như bạn thấy nếu xét phần ngoại hình nhá, em này nhìn nó đã cực kỳ hố rồi. Các bạn sẽ có những cái đường cắt xẻ ở đây nhìn ấn tượng mạnh mẽ và nam tính. Clip vỏ bên ngoài của nó sẽ là mờ mờ không bám quá nhiều môi dấu vân tay. Chúng ta sẽ có đèn flash này cũng camera trước, mic cũng nhà việc ở phía bên cạnh trái ấy, các bạn sẽ có một cái phím chức năng ở đây còn ở phía cạnh phải ấy, chúng ta sẽ có những cái quen thuộc như tăng giảm lượng và cái phần này đó chính là cái khu vực đó để các bạn cấm sạc ở đây nhá còn ở phía cạnh dưới nó sẽ chẳng có cái gì cả ở phía mặt lưng ấy thì chúng ta nếu mà bạn muốn tháo ra ấy, rất đơn giản thôi các bạn vặn cái này ra nói chung là chúng ta sẽ vặn cái ốc này ra để tháo pin tay sim thay thẻ nhớ đầy đủ cả nói chung cái ốc này nó không hề khó tháo nhá các bạn nhá chúng ta chỉ cần như kiểu móng tay các bạn cũng có thể tháo được cái ốc này ra còn đây là phía bên dưới của máy Như bạn thấy ở phía bên dưới cái nắp này nhá Chúng ta sẽ có một cái phần gioăng cao su cực kỳ là chắc ở đây Cụ thể cái gioăng cao su này nó sẽ có tác dụng đó chính bảo vệ máy ngăn nước vào những cái bộ phận như cái pin này, xóa mê ở bên trong và với một chuyện thoại nhắm đến đối tượng đó chính là những người dùng siêu bền bỉ như này em nó cũng sẽ có đó chính là khá nước IP68 đây có thể đi mưa thoải mái thậm chí ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 35 phút cũng được luôn thêm vào đó chúng ta sẽ có chuẩn quân đội đó chính là STD 810H và thực sự em này nó rất là bền các bạn nhá thậm chí chúng ta thể tả rơi từ độ cao 1,8m em nó vẫn sống sót một cách bình thường với cái phím màu cam cam này nó sẽ đóng vai trò là phím chức năng nhá và bạn thể gán những chức năng vào đấy ví dụ như mình đây chẳng hạn mình sẽ bấm hai lần đó thì nó ra đèn flash và như bạn thấy nếu mình nhấn giữ lâu nhá, nó sẽ mở ra phần camera. Nói chung đây là một tính năng cũng khá là hay và mình thấy trên một số mẫu điện thoại Nhật nó hay có cái phím này rồi. Còn đây chính là giao diện của máy. Cái phần viền màn hình ấy nó cực kỳ dày rồi. Đây là một điều dĩ nhiên để đảm bảo rằng em này có độ bền tốt nhất. Còn nói về kích thước màn hình ở đây chúng ta có được sẽ là 2,8 8 inch này, tấm nền TFT LCD cũng như là độ phân giải của nó sẽ chỉ 480 x 680 pixel mà thôi, tỷ lệ 4 3, có kính cường lực đó chỉ còn tính tính năm nhá. Đây cũng là một cái màn hình cảm ứng luôn bạn có thể dễ dàng thao tác đây. Đấy, rất đơn giản luôn. Còn ở phía màn hình ngoài nhá, các bạn sẽ có một cái màn hình. Đây, màn hình này chính là màn hình đen trắng và nó sẽ có kích thước đó chỉ là 1,44 inch cũng như việc các bạn sẽ có kính cường lực con tinh tinh năm luôn. Đấy, bảo vệ trong ngoài đều là tinh tinh năm cả. Và ở cạnh dưới của này nhá, loa cực kỳ to luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở qua một cái bài nhạc để cho bạn nghe. Loa này rất rất là to, đảm bảo những người mà có vấn đề về thính giác chúng ta cũng sẽ nghe luôn. Đây. Rồi, đặt mic ở đây nhá. Nói thật bạn một điều đó là trong cái phòng cỡ khoảng tầm 15 2 mét vuông ấy, loa này nó quá nghe thoải mái luôn. Nhưng mà thật, chất lượng của nó thì dĩ nhiên là sản một sản phẩm giá rẻ, thành ra chúng ta không thể đòi hỏi những kiểu những giải bát mít chết nó hay được. Với bàn phím này nha, chúng ta sẽ có những tính năng quen thuộc đây nhiều phím hôm này sau đó là phím quay lại là phím đa nhiệm này những phím bách nói chung là những phím khá đơn giản luôn bởi vì sao đo cho em này kích thước màn hình của nó đã quá nhỏ rồi thành ra để nhồi những hàng phím này vào bên trong ấy, nó thực sự rất là khó luôn ở đây thì bạn cũng sẽ có những phím nhiều di chuyển cơ bản này phím bàn bản phím T9 12456 đến 0. đấy nói chung là những thao tác rất bình thường luôn còn nếu bạn muốn di chuyển ấy, chúng ta có thể dùng cái phím này nhá Đấy thấy không nó di chuyển từ trên xuống dưới xuống hoặc là các bạn dùng các phím này cũng được luôn và với một chiếc điện thoại với bàn phím T9 như thế này Khi bạn nhấn giữ một phím bất kỳ nhá Thì nó cũng sẽ cho phép các bạn đó cho chúng ta gọi nhanh đến một cái số nào đó Tùy cho bạn gắn vào đó Nói về cấu hình của em Cat AI Flip ở đây nhá Thì chúng ta sẽ chỉ con chip to trên Snapdragon 215 mà thôi để một con chip nói chung là lâu lâu lắm rồi mình nhận được nó ấy. Và con chip này thì sản xuất trên tiến trình đó chỉ 28 nm Và để nói về năm ra mắt của chiếc Cat AI Flip này nhá Thì nó sẽ ra mắt từ năm 2021 cơ bạn ạ Thế nên đây có một điều dễ hiểu khi mà nó được trang bị con chip nó cũ như vậy Còn nói về những phần thông số khác cụ thể ở đây Chúng ta sẽ có 2 RAM chuẩn lập PDR3 Cũng như bố chồng của bạn ấy sẽ chỉ là 16GB mà thôi em này là một điện thoại cơ bản quá nhá không phải gaming phone gì cả vậy nên cấu hình của nó cũng sẽ chỉ là cơ bản mà thôi còn đây là giao diện phần cài đặt của nó và em này ấy, chúng ta sẽ sử dụng một cái giao diện đó chính là Android 11 tuy nhiên là phiên bản Go bạn ạ thành ra nó cắt giảm tương đối nhiều nếu mà so sánh với những phiên bản Android bình thường cụ thể đây với những phần như kiểu tính năng nhá chúng ta sẽ có những cái app nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều như là Gary này sau đó là những cái phần liên quan đến YouTube chẳng hạn chúng ta cũng sẽ có một cái giao diện nó nhẹ nhàng hơn còn nói về camera đi, ở đây chúng ta sẽ có cụm camera phía sau với độ phân giải 50 pixel. Ok luôn. Chúng ta vẫn sẽ có những cái là chụp ảnh quay video cơ bản, các bạn sẽ không có bất kỳ những chế độ gọi chụp đêm gì cả. Với cụm camera trước này nhá, chúng ta cũng sẽ chỉ có độ phân giải là 20 pixel đáp ứng nhu cầu gọi là chụp ảnh cơ bản thôi. Cuối cùng đó chính là liên quan đến phần pin ở đây. Bấm vào đây. Đấy, phần pin nhá thì chúng ta sẽ có dung lượng đó chính là 2000 mAh và sạc thì thông qua cổng sạc C với công suất là 10W ở phía bên cạnh. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua một chút khi bạn muốn dùng bàn phím ấy. Đây. Chúng ta bấm vào đây nhá. Dùng bàn phím này. Đấy. Thì dùng bàn phím nó sẽ hiển thị hoàn toàn lên phía trên như này, thành ra thao tác của chúng ta đang từ phía dưới chúng ta sẽ vặn lại phải chuẩn lên phía trên. Và những hàng phím số như này nhá, chúng ta sẽ chỉ nhấn ra số mà thôi. Nói chung với cái việc nhập liệu như này mình nghĩ rằng nó sẽ hơi phức tạp một tí các bạn ạ. Cũng như việc thao tác trên màn hình này nó tương đối nhỏ đối với tay mình phải không? một bàn tay nó chiếm hết diện tích rồi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Cat 2 Flip ở đây, một cái sản phẩm mà khi mà xét phần thiết kế của nó cực kỳ thú vị đúng không? Chúng ta xem một thiết kế bền bỉ đây đạt chuẩn quân đội các kiểu quan quân điệu, thiết kế cũng hoài cổ luôn, dạng gập vỏ sò và với những ai là một người thích một cái thiết kế điện thoại mà nó nhìn nó thú vị, nó khác biệt hoàn toàn ấy thì đây sẽ một sản phẩm dành cho các bạn nhá. Và mức giá của nó ấy, cũng dễ tiếp cận luôn, có khoảng tầm 2 triệu thôi Và bạn nghĩ sao về em card s 2 Flip này thì hãy để lại kênh bên dưới nhá Và mình xin cảm ơn anh Phạm Tuyên đã cho mình mượn cái mẫu máy này Nếu bạn nó mua ấy, thì link của anh Phạm Tuyên mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả Còn bây giờ ấy, thì mình xin chúc bạn một năm mới vui vẻ, an khan thịnh vượng bên người thân và gia đình nhá Còn bây giờ, bye bye